Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ 6 ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm canh tí Ngày này là ngày giáp thân, tháng kỵ sửu năm canh Tý và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thanh long giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc minh đường giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc kim quỹ giờ kỵ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc bảo quang giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ hoặc Ngọc Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc câu trần về ngũ hành ngũ hành niên mệnh tuyển trung thủy ngày giáp thân tức chi khắc với can nghĩa là kim khắc với mộc và ngày hôm nay là ngày hung về nạp âm tuyển trung thủy kỵ tuổi mậu dần bính dần ngày thuộc hành thủy khác với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, mậu tí, bính thân, mậu ngọ thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày thân lồng hợp với tỵ, tam hợp với tí và thìn thành thủy cục, xung với dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi mậu dần, bính dần, canh ngọ, canh tí. Tuổi xung trong tháng, tuổi đinh mùi, ất mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên quan, tốt mọi việc, sao nguyệt không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao ngụ phú, tốt mọi việc, sao phúc sinh, tốt mọi việc, sao hoạt điệu, tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu, sao mẫu thương, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao đại hồng sa, tốt mọi việc, và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có, sao lôi công, xấu đối với xây dựng nhà cửa, sao thổ cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng đông nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ sáu ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021 Mời các bạn cùng theo dõi đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp, thân tý thìn phù trợ, cho nên với bạn tuổi Tý làm việc rất minh mẫn và sáng suốt, bạn không ngại ngần khi đối diện với khó khăn và có khả năng đưa ra được những quyết định đúng đắn, đây chính là lý do mà bạn nhận được sự tin tưởng của tất cả mọi người và cấp trên nữa. Những công việc với bạn tuổi tí thực hiện, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, bạn có thể đặt nhiều hy vọng trong năm tới. Cái điều cần thiết bây giờ là hãy tiếp tục giữ vững tinh thần tích cực này, chứ không nên quá mức kiêu ngạo, dễ để, để xảy ra những lỗi lầm đáng tiếc. Với bạn tuổi tí, ngày càng may mắn khi trong ngày đang có được kim sinh cho thủy vượng, cho thấy bạn Mạnh có một gia đình rất chi là hòa thuận. Bạn và nửa kia luôn tin tưởng vào nhau và luôn cùng nhau thảo luận mọi vấn đề trong nhà. Bạn Mạnh quan niệm đã là vợ chồng thì phải đồng lòng với nhau. Vai tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim đưa ra những quyết định sáng suốt, tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy nhận được sự tin tưởng của mọi người từ vi tuổi mậu tý thuộc hỏa được cấp trên đánh giá cao từ vi tuổi canh tý thuộc thổ vợ chồng đồng sức đồng lòng từ vi tuổi nhâm tý thuộc mộc có nhiều hy vọng trong tương lai vài đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ sáu này sự nghiệp năm sao tài lộc bốn sao sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi hợi, tuổi sửu. Từ vi tuổi sửu thứ sáu ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là Vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi Sửu thể hiện được vị trí vai trò của mình trong công việc nhất là ai đang điều đuổi con đường công danh sự nghiệp bạn sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và sự kính trọng của đồng nghiệp nữa Tuy nhiên với bạn tuổi Sửu vì bạn là người không ham danh lợi, cho nên đôi khi còn chậm chạp, không bắt kịp được với xu hướng của thời đại và không đặt ra những mục tiêu cao xa hơn cho mình. Trong năm sắp tới, bạn hãy thay đổi để trở thành một con người mới hơn. May mắn là trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân thì dễ dàng tạo dựng được ấn tượng tốt đẹp đối với những người khác phái bạn hãy thoải mái thể hiện bản thân mình để mọi người nhận ra sức hấp dẫn của bạn bạn có thể sẽ gặp được người phù hợp với chính mình trong ngày hôm nay vài tử vi tuổi ất sửu thuộc kim thể hiện được vị trí vai trò trong công việc từ vi tuổi đinh sửu thuộc thủy nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Từ vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa không bắt kịp xu hướng phát triển của thời đại. Từ vi tuổi tân sửu thuộc thổ nên đặt ra những mục tiêu cao xa hơn trong công việc. Từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc dễ gây ấn tượng tốt với mọi người. Vài đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc hát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Tỵ. từ vi tuổi dần thứ sáu ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên với bạn tuổi dần đang có điểm báo sẽ phải làm việc vô cùng là vất vả trong ngày hôm nay và với bạn, gần như không nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai, điều này có thể khiến cho bạn cảm thấy bi quan và muốn bỏ cuộc nữa. Vì vậy, với bạn tuổi dần, mỗi khi đã bắt tay vào công việc gì, không nên sao nhãng nghĩ đến những chuyện như là bủa cuộc hay là chán nản, khiến cho bản thân mình sẽ mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Bạn cần phải suy nghĩ tích cực hơn và tin tưởng rằng khó khăn chính là cơ hội để cho mình thể hiện được bản thân mình. Tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ sáu này với ba tuổi dần lại đang gặp được ngày có thiên tài phù trợ, cho nên đối với những bạn làm ăn, kinh doanh, buôn bán, vận sẽ tìm kiếm được những cơ hội đầu tư hứa hẹn trong tương lai. Bạn hãy dùng sự nhạy biến của mình để đưa ra những quyết định chính xác nhất, tạo ra giá trị cho chính bản thân mình và người khác nữa về từ vi tuổi giáp dần thuộc thủy làm việc vất vả mà không được giúp đỡ từ vi tuổi bính dần thuộc họ, không nên có những suy nghĩ bi quan từ vi tuổi mậu dần thuộc thổ không nên sao nhã khi giải quyết công việc từ vi tuổi canh dần thuộc mộc tìm được cơ hội về đầu tư kinh doanh có triển vọng từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim đưa ra những quyết định chính xác vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tuất, tuổi hợi. từ vi tuổi mão thứ sáu ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp được ngày có chính tài phù trợ cho nên với bạn tuổi mão có thể được thừa hưởng một khối tài sản kha khá do những người đi trước để lại. Đây chính là thời điểm để cho bạn tuổi mão phát huy tiềm lực của bản thân. Vì vậy, trước khi bắt tay vào công việc, bạn hãy lên kế hoạch cho rõ ràng, cụ thể. Trong ngày này, đối với những bạn luôn làm cần cù, chăm chỉ sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Bạn có thể không giàu có một cách bất ngờ, nhưng tài sản của bạn lại được bền vững và gia tăng theo năm tháng. So với những người đồng lứa thì với bà tuổi mão sẽ có một khối tài sản đáng kể nữa rồi. Ngày này với bạn tuổi mão lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc cái điều này cho thấy về cái mối quan hệ giữa bạn tuổi mão và người nhà không được hòa hợp cho lắm có lẽ đôi bên cần phải dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với nhau hơn là cứ ai làm việc nấy như bây giờ có như vậy thì quan hệ giữa mọi người sẽ càng lúc càng gần gũi nhau hơn về từ vi tuổi ất mão thuộc thủy được thừa hưởng gia sản từ người đi trước để lại. Từ vi tuổi đinh mão thuộc hỏa đặt ra những mục tiêu kế hoạch rõ ràng. Từ vi tuổi kỷ mão thuộc thổ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cần cù, chăm chỉ. Từ vi tuổi tân mão thuộc mộc không hòa hợp với người thân trong gia đình. Từ vi tuổi quý mão thuộc kim dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện với nửa kia và đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu xanh rêu màu ghi quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi dần tuổi mùi từ vi tuổi thìn thứ sáu ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi thìn ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tý thìn phù trợ cho nên với bạn tuổi thìn đang có được báo hiệu công việc của bạn tiến triển tương đối là thuận lợi với bạn tuổi thìn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan chỉ cần bạn luôn chú ý vào nhiệm vụ được phân công là được tuy nhiên trong cách đối nhân sự thế với bạn thủ thìn ngày thứ sáu này bạn lại có phần quá lạnh lùng không muốn chia sẻ quan điểm suy nghĩ của mình với bất cứ ai và với bạn cần phải cởi mở hơn với mọi người để trao đổi những ý kiến là cách hữu hiệu giúp cho bạn nhận ra những thiếu sót và hoàn thiện bản thân mình hơn nữa và xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn thiêu khẩu minh hôm nay không phải là ngày tốt vì vậy bạn không nên tiến hành những công việc trọng đại và cũng không nên xuất hành đi xa nếu như có công việc bắt buộc phải đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng đông nam hai hướng này sẽ giúp cho công việc của bạn có được sự hạnh thông thuận lợi hơn Tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa, công việc tiến triển thuận lợi. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ, chú ý vào nhiệm vụ được phân công. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc nên cởi mở hơn khi trao đổi với mọi người. Tử vi tuổi canh thìn thuộc kim, chú ý cách đối nhân xử thế. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy, không nên thực hiện những công việc trọng đại. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ 6 ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ là người rất thông minh nhanh trí và trong ngày hôm nay đang gặp được ngày có ngộ hành nhị hợp phù trợ cho nên bạn mệnh tuổi tỵ nhanh chóng nắm bắt được gốc rễ của vấn đề đồng thời biết tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác khiến cho mọi việc với bạn dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa cũng tiến triển rất chi là thuận lợi với bà tuổi tỵ, có thể bạn là người rất hăng hái giúp đỡ người khác, tuy nhiên không phải ai cũng nhớ đến những điều mà bạn làm. Do đó, một khi đã giúp ai thì hãy giúp đỡ cho đến cùng với tấm lòng vô tư, đừng có sô đo tính toán thiệt hơn để tránh những buồn bực không đáng có xảy ra trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có họa khắc với kim cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn cái mối quan hệ giữa gia đình của bạn không được mấy êm ấm vợ chồng có thể đang có sự chiến tranh lạnh vì những quan điểm bất đồng với nhau với bạn tuổi tỵ cần phải nhanh chóng giải quyết những khúc mắc đang còn tồn tại đừng để cho tình cảm đôi bên phai nhạt dần theo năm tháng vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ, đầu óc thông minh xử lý công việc được tốt tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ dễ dàng tiếp thu những ý kiến đóng góp của người khác tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc Công lao không được người khác ghi nhận, tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim, không nên so đo, tính toán quá nhiều, tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, cần phải thảo luận để thống nhất quan điểm với nửa kia. Về đánh giá của bạn tử Tỵ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phụ trợ, tuổi xỉu, tuổi ngọ, tuổi mùi. Từ vi tuổi ngọ thứ sáu ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tử ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tử ngọ trong ngày này đang gặp ngày có họa khắc với kim cho nên với bạn tử ngọ cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn thay vì việc dành quá nhiều thời gian cho công việc như vậy, bạn đang vô tình dồn hết trách nhiệm cho nửa kia của mình, khiến cho người ấy phải chịu nhiều áp lực. Ngày này, đối với những bạn tuổi ngọ đang còn trẻ tuổi, có thể nảy sinh những mâu thuẫn với cha mẹ hoặc là hàng xóm của mình. Và trước khi đưa ra lời phản bác nào, bạn mệnh hãy lắng nghe và tôn trọng ý kiến của những người đi trước, bởi dù sao thì mọi người cũng chỉ muốn tốt cho bạn mà thôi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bà tử ngọ lại đang gặp được ngày có chính con nâng đỡ. Cho nên, với bà tử ngọ đang có những biểu hiện tốt trong công việc, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, vấn đề cần phải làm bây giờ là làm sao để cân bằng tốt trong gia đình và công việc. Có như vậy thì bạn mới có được cuộc sống mỹ mãn vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình của mình tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy không nên dồn hết trách nhiệm chăm lo gia đình cho nửa kia tử vi tuổi mậu ngọ thuộc họ có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ nảy sinh những mâu thuẫn với người lớn tuổi tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc chú ý lắng nghe lời khuyên của người đi trước Vài đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi thứ sáu ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi mùi trong ngày này đang gặp được ngày có chính ấn nâng đỡ cho nên với bạn tuổi mùi khẳng định được giá trị của bản thân mình dựa vào chính công sức của mình nếu như trước đây với bạn tuổi mùi chỉ là một người lặng lẽ thì đến nay mọi người sẽ phải đánh giá bạn bằng con mắt khác xưa. Tuy nhiên, đối với những bạn làm ăn kinh doanh buôn bán thì trong ngày hôm nay không phải là một ngày có nhiều biến động với bạn và bạn mạnh tuổi mùi nên nắm bắt cơ hội một cách nhanh chóng, không nên chần chừ do dự quá lâu mà để cho người khác chớp mất cơ hội của mình đang có trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tử mùi lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn đang rất tốt đẹp bạn mệnh và người bạn đời của mình luôn có được sự thấu hiểu lẫn nhau mà không cần phải đôi bên nói rõ thành lời có thể được như vậy là nhờ từ trước tới nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi cuộc trò chuyện vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim có chí khí luôn cố gắng để phấn đấu tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy khẳng định được giá trị của bản thân mình tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa không gặp nhiều biến động trong công việc tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ nên quyết đoán hơn nếu không muốn người khác cướp mất cơ hội tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc vợ chồng có được sự thấu hiểu luôn trao đổi mọi việc với nhau Vài đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ Sáu này: Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường: màu vàng, màu cà phê, quý nhân phụ trợ: tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. từ vi tuổi thân thứ sáu ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi thân á, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thân trong ngày này đang gặp ngày có kiếp tài gây rối cho nên với bà tuổi thân luôn tập trung làm tốt công việc của bản thân mình nhưng lại dễ khiến cho người khác ganh ghét và đố kỵ kéo vào những vụ tranh chấp không đáng có với bà tuổi thân cần phải giữ hết sức bình tĩnh có thể để giải quyết những khó khăn bằng lý trí của mình. Trong ngày này với bạn tuổi thân, bạn mạnh cũng nên mở rộng các mối quan hệ xã giao với mình, không nên chỉ làm việc thiêu cảm hứng. Trong những trường hợp cần thiết, bạn cũng nên học cách phối hợp với mọi người. Điều này cũng khiến cho công việc của bạn tiến triển một cách thuận lợi hơn. Ngày này với bạn tuổi thân cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại rất tốt đẹp, cái mối quan hệ giữa bạn và những người khác giới đang tiến trị một cách thuận lợi. Nếu như bạn đang quản độc thân thì bạn có thể cho những người tiếp cận mình một cơ hội, biết đâu trong số những người đến với bạn lại có người có tiền định của bạn thì sao? vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy bị kẻ tiểu nhân ganh ghét tìm cách hãm hại tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa giữ bình tĩnh khi đối diện với khó khăn tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ vướng vào những vụ tranh chấp không đáng có tử vi tuổi canh thân thuộc mộc chú ý hợp tác với mọi người nhiều hơn tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim nên cởi mở hơn với mọi người về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. từ vi tuổi Dậu thứ 6, ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi dậu trong ngày này đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày công việc tiến triển rất chi là thuận lợi nhờ có sự nâng đỡ của ngũ hành tam hội giúp cho bạn bạn mệnh tuổi dậu hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao phó cùng với đó bạn cũng rất tự tin và không hề ngại ngần khi đối diện với những khó khăn thách thức may mắn hơn trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dậu bạn còn có được cơ hội gặp được quý nhân bạn có thể tiếp thu được những điều có giá trị từ người ấy giúp ích cho công việc của bạn về sau này do đó đừng có ngại lên tiếng nhờ sự giúp đỡ nếu như bạn đang gặp khó khăn và trong ngày này với bạn tuổi dậu nếu như có ý định xuất hành đi xa trong ngày hôm nay bạn mệnh nên chọn những hướng tốt để công việc của mình được thuận lợi hơn. Hướng tốt bao gồm hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng đông nam. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy công việc tín trị thuận lợi. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa không ngần ngại đối diện với khó khăn thách thức. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ có được cơ hội gặp được quý nhân. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, từ vi tuổi quý dậu thuộc kim, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 3, số 5, giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thân, tuổi tốt. Từ vi tuổi tốt thứ 6, ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bà tuổi tốt đó, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này đang có được báo hiệu bạn rất tinh thông tay nghề sẽ nhận được sự đánh giá cao của mọi người bạn mạnh có thể vận dụng thành thạo những điều mình đã biết vào thực tế công việc đồng thời chỉ dẫn cho những người còn nôn trẻ hơn mình với bà tuổi Tuất nếu có ý tưởng sáng tạo gì bạn mạnh không nên chần chừ mà hãy mạnh dạn thể hiện ngay đó có thể chính là cơ hội để cho bạn được thưởng hoặc là được thăng tín lên vị trí cao hơn. Những nhà lãnh đạo luôn rất thích người như bạn. Trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tử tuất lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy với bà tử tuất đang rất vượng vận về đào hoa. Nếu như có đối tượng nào tiếp cận với bạn và bạn nhận thấy rằng đó là một người tốt thì hãy cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu nhau. Nếu như biết cởi mở và chủ động hơn, bạn sẽ có được một kết quả rất chi là hạnh phúc, viên mãn. Về tử vi tuổi giáp tốt, thuộc họ, tinh thông tay nghề, được đánh giá rất cao. Tử vi tuổi bính tốt, thuộc thổ, biết áp dụng những điều đã biết vào thực tế. Tử vi tuổi mậu tốt, thuộc mộc, có ý tưởng sáng tạo trong công việc. Tử vi tuổi canh tốt, thuộc kim, nhận được sự yêu mến của nhiều người. Tử vi tuổi nhâm tốt, thuộc thủy có được cơ hội tiếp xúc với nhiều người. Vài đánh giá của 3 tuổi tốt trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi giàu. từ vi tuổi hợi thứ sáu ngày mùng 5 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi cho nên với bà tuổi hợi đang có điểm báo có họa hại giáng xuống làm cho bà tuổi hợi vướng phải nhiều chuyện phức tạp rắc rối trong ngày hôm nay Tiểu nhân có thể xuất hiện, ném đá giấu tay, khiến cho bạn tuổi hợi vướng phải nhiều chuyện thị phi, song bạn chớ có nóng nảy, mất bình tĩnh, kéo lại rơi vào bẫy của những kẻ này. Trong công việc của bạn tuổi hợi ngày hôm nay, tâm tính dễ bị kích động khiến cho bạn đưa ra những quyết định sai lầm. Và trước khi bắt tay vào một việc gì đó, nếu như còn chưa chắc chắn thì không nên làm theo ý của mình mà nên tham khảo, thảo luận với những người đáng tin cậy trước cái đã. Ngày này với bạn tuổi hợi lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại rất chi là tốt đẹp. Nửa kia chính là chỗ dựa về mặt tinh thần rất vững vàng cho bạn. Nếu như có điều gì khiến cho bạn khó xử, bạn cần phải trò chuyện với người ấy, bạn cũng biết. Nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra cho bạn những lời khuyên rất chi là hữu ích nữa. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc họ vướng vào nhiều chuyện phức tạp rắc rối từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ tiểu nhân mang lại cho bạn nhiều chuyện thị phi từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc không nên nóng nảy mất bình tĩnh đưa ra những quyết định sai lầm từ vi tuổi tân hợi thuộc kim thảo luận với mọi người xung quanh trước khi đưa ra quyết định cuối cùng từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy nửa kia là hậu phương vững chắc cho bạn phải đánh giá của ba tuổi hợi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mão. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.